trong cái leo đậu anh em. Hồi nãy là mình thấy nó mở nguyên một cái dàn giống như bên con game Gomu vậy anh em, mà bây giờ nó đâu mất tiêu luôn rồi nè. Hồi nãy mình thấy nó luôn anh em, và bây giờ mình không biết là bây giờ nó ẩn nó mất tiêu rồi, như là sắp mở đấy anh em, sắp mở những cái tính năng đó anh em. Một là cái tính năng trong cái leo đậu, hồi nãy mình thấy là toàn là tiếng tàu không à. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình, mình là 69gamin. Ok, ở video này thì mình sẽ review ạc của mấy anh em nha. Hình như ạc này là hình như là ạc của bạn Khánh thì phải, bạn nó gửi cho mình nhưng mà mình không tiện mình bật cái Facebook mình coi, sẽ mất công lộ tài khoản này kia kiểu á. Thì bây giờ mình sẽ vô mình sẽ review nha anh em, để mình xem thử bạn nó đang bên server nào nha. Ok, bây giờ anh em ta sẽ vô xem thử nha. Tuấn Ro VIP cụm 102, Oat Dan cụm 99. Wow. Ôi. Lép 53 thôi anh em à, mới lép 53. Do mình sẽ review cái gì đây anh em à, sẽ vô và sẽ review cái gì đây. Ok, hiện tại giờ đang là VIP 5 và 500k lượt chiến anh em, 500k lượt chiến thôi. Rồi cái ạc là mình sẽ review gì ta. Ok, mình vô ngẫu nhiên một cái ạc rồi đó, cho nên là bây giờ cũng không biết là sẽ review cái gì trong ạc này luôn. Để mình xem thử cái dàn tướng của ạc bạn này, xem thử là có những con tướng gì anh em. Đầu tiên thì mình thấy là kim cương cũng đã hết rồi anh em à, kim cương cũng đã sạch sành xanh. Và đây là cái dàn tướng của bạn đó, lo thường mi hóc thời lăng inel bero. Wow, ạc này hơi khó review nha anh em. Ơi review gì trong ạc của bạn đó đây anh em à. Đá thì hiện tại giờ đang là đá 4 thôi, cả cái ạc của mình đó thì làm sao có thể review cho anh em xem. Và bây giờ và trong ạc này mình sẽ làm gì bây giờ anh em. Trời ơi, gầu ghê luôn anh em à. Rồi ok, rồi chắc là mình sẽ qua cái ạc khác lên anh em à, mình sẽ qua cái ạc khác nha. Rồi ok, thôi anh em ta sẽ qua bên con game Sunny Barrett đi anh em à. Chứ bên con game Gomu mình cay nó quá anh em à, mình khá là cay nó anh em ơi. Mình quay đã hơn 1000 lần rồi nhưng mà mình vẫn chưa ra được cái gift code nữa anh em. Ghét ghê luôn anh em à. Giờ mình không tạo ạc nữa, và giờ mình đã tạo tới 120 ạc và mình đã nhận thêm mỗi ngày mình nhận thêm được mỗi cái ạc là 3 lượt nữa anh em à. Mỗi ạc thêm 3 lượt nữa, 3 nhân cho 100 là thêm 300 lần, và thêm 20 cái ạc nữa anh em à. Nói chung là nhiều lắm, mình hơn 1000 lần rồi anh em à, nhưng mà vẫn không ra được luôn anh em ơi. Cay thật sự chứ. Hồi nãy có mấy bạn kêu mình thêm bạn cái bên này Hiếu Boy à, như nãy mình kết bạn hết rồi phải. Cho nên là bây giờ là mới có một bạn này à. Chắc là cái tin nhắn đó nó trễ rồi anh em. Nãy mình giờ mình thấy là có một số bạn inbox kêu mình là kết bạn ạc chính của mình với lại comment luôn thì phải. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ xem tới cái tính năng này anh em à. Đây là cái tính năng nó chuẩn bị mở. Ủa, hồi nãy mình thấy nó có một cái tính năng giống bên con game Gomu mà ta. Ủa, trong cái leo đậu anh em. Hồi nãy là mình thấy nó mở nguyên một cái dàn giống như bên con game Gomu vậy anh em, mà bây giờ nó đâu mất tiêu luôn rồi nè. Hồi nãy mình thấy nó luôn anh em, và bây giờ mình không biết là bây giờ nó ẩn nó mất tiêu rồi, như là sắp mở đấy anh em à, sắp mở những cái tính năng đó anh em. Một là cái tính năng trong cái leo đậu, hồi nãy mình thấy là toàn là tiếng tàu không à đó. Và hai là một cái ô, cái ô đó anh em có thể sử dụng để mà đổi từ cái mảnh tướng này qua mảnh tướng khác. Hôm qua là mình thấy tự nhiên cái chút xíu mình vô lại thì nó mất tiêu cái đó luôn anh em à. Mình thấy nó mất tiêu luôn, cho nên là mình nghĩ là nó chuẩn bị ra thêm hai cái tính năng này ở bên cái con game Sunny Barrett đó anh em. Mình chưa kịp quay video này mình tưởng là nó sẽ ra luôn anh em à, nhưng mà không, xíu vô lại là nó mất tiêu luôn rồi anh em à. Bởi vậy mà mình đoán là nó sẽ sắp sửa sẽ ra thêm hai cái tính năng đó nữa. Và lúc đó mình click vô là mình thấy là anh em có thể đổi từ 15 mảnh Kaido là anh em có thể đổi được 10 mảnh con Lupita Gold. Đó, anh em sẽ bị lỗ đi 5 mảnh, nhưng mà bù lại thì anh em sẽ được cái mảnh tướng mà anh em cần á, cái con tướng mà anh em cần. Đấy, vì vậy mà sắp tới là mình nghĩ là sẽ mở thêm cái tính năng cho anh em để đổi từ những cái mảnh tướng mà anh em không cần, anh em đổi qua những cái mảnh tướng mà anh em đang cần thiết. Ok, vậy là khá là ngon anh em ạ. Thì sau này anh em chúng ta cũng có thể là đổi từ những cái mảnh tướng không cần, lấy những cái con tướng ok, ví dụ như là anh em dư mảnh Kaido quá thì anh em có thể là đổi lấy con tướng Lupita Gold để anh em có thể là lên Haki hay lên này hay kia rồi anh em. Như vậy nó sẽ khá là tiện anh em. Vô không vô luôn anh em à. Thì không biết là bên con game Gomu huyền thoại nó có hay chưa nữa thì mình không biết,
chứ ở bên đây thì mình thấy là nó có anh em mà. Hồi nãy mình thấy rõ ràng là ở trong cái chỗ leo đậu nó có thêm một số các cái ô leo kim cương giống như bên cái con game Candy Pirates mà. Ở lộn trong giống như cái con game Go Mua Huyền Thoại mà bây giờ mình vô lại thì nó đã mất tiêu luôn rồi đấy mà. Ui là mày hồi nãy tại vì mình làm cái nhiệm vụ leo đậu anh em. Mình làm cái nhiệm vụ leo đậu nè. Tự nhiên mình lít vô một phát nó đưa mình vô một phát là nó đưa qua đây luôn nè. Ok để mình vô mấy cái acc nhỏ nhỏ xem thử là nó có hay không nha anh em. Ở đây thì mình đã vô một cái acc nhỏ rồi anh em à. Để mình xem thử là nó có hay không nha anh em. Hồi nãy mình vô cái chỗ leo đậu, mình vô mình làm nhiệm vụ tự vô tình mình phát hiện ra thôi anh em à. Ở đây thì nó chưa có mở cái tính năng leo đậu cho nên là cái acc này cũng không biết luôn anh em. Nhưng mà cái acc kia là chắc chắn 100% là nó có nha anh em. Là nó có anh em à. Nhưng mà mình khá là đen cái là mình không có kịp nên em không kịp quay video lại thôi. Mình định là mình tưởng đâu nó sẽ mở luôn anh em, mình lên cập nhật tình hình cho anh em xem. Đấy. Ôi ơi, chắc hồi nãy là nó đang test rồi anh em. Nó đang add vô nó test thử xem thử là có bị lỗi gì hay không á. Rồi sau đó nó sẽ cập nhật tình hình. Wow, mình chưa mở được ông nội của Luffy luôn kìa anh em. Gáp. Đấy, gáp này là gáp gáp già rồi anh em à. Gáp này là gáp lúc về già chứ không phải là gáp lúc còn trẻ. Và cái acc này hiện tại bây giờ là còn khá là nhiều tài nguyên, 44 vé đỏ và 103 vé vàng. Và được hai cái vé xịn đó chính là 9,99 đô với lại 19,99 đô. Rồi và bị mắc luôn cả cái ô này luôn anh em ơi. Mắc luôn cả cái ô trao đổi tướng. Đó thì lúc đó mình vô tình mình phát hiện, không biết ở đây có anh em nào phát hiện ra được cái tính năng đó hay không. Anh em nào phát hiện ra được thì comment bên dưới thông tin cho mọi người cùng hay luôn nha. Chứ mình là mình thấy rõ ràng gần gần luôn anh em à. Nhiều khi nói cho mấy anh em không tin nhưng mà thật sự là nó có nha anh em. Nó có nha. Mình xem thử bên đây là có cái gì không, có cái tính năng trao đổi không, mục tiêu kẻ mạnh chiến lệnh đổi hạn giờ và chí tôn. Ở đây thì mình không có thấy anh em à. Ở đây thì chỉ có cái đổi hạn giờ thôi. Đó nó cũng y hệt như vậy luôn anh em à, y hệt như vậy nè. Đó anh em sử dụng 10, thay vì cái này cái là cái bình phải không, nó sẽ là 15 mảnh Kaido và bên đây là 10 mảnh con Lufitago. Đó, y chang luôn anh em à, y chang luôn nha. Đấy không biết là lúc đó anh em có hay thấy không thì anh em cho mình hay luôn, quá là đã thế mà. Sắp tới mình sẽ mở thêm các tính năng mới nữa và cái chỗ leo đậu á là nó y hệt như vậy luôn anh em à. Thay vì cái này là tiếng Việt phải không, ở bên con game Candy Pirates đó là tiếng Tiều không anh em à, tiếng Tàu nó y hệt như bên cái bản OBR với lại cái bản tiếng Trung vậy á, y chang không khác gì luôn anh em à. Nãy mình vô mình có xem rõ ràng nhưng mà mình không có kịp quay thôi, tại nãy mình đang làm nhiệm vụ hàng ngày á, mình đang làm nhiệm vụ cho nên là mình tưởng nó đó mở luôn anh em à. Mình định qua ngày sau mình mới cập nhật cho anh em xem nhưng mà chưa kịp cập nhật nữa là nó fix lại, nó xóa mất tiêu rồi anh em à. Wow, vậy là sắp tới là cái con game Candy Pirates nó sẽ có khá là nhiều các tính năng giống hệt như bên con game Go Mua Huyền Thoại luôn nha. Lộ trình đi khá là ok, ga tướng thì nói chung là cũng tèn tèn chứ là không ga dồn dập như bên con game Go Mua Huyền Thoại này, để cho mấy anh em có cơ hội sở hữu được mấy con tướng đó và nó không bị out meta cực nhanh giống như bên đây nè. Mà ở bên con game này Go Mua Huyền Thoại này nếu mà có một cái con tướng mới ra thì tất nhiên là con tướng sau tướng trước đó nó sẽ bị out meta ngay và luôn anh em, bởi vậy mới nói là nó quá là dồn dập anh em à. Tướng ra chưa kịp nóng đít nữa là nó đã bị out meta mất tiêu luôn rồi. Con quỷ Kuma này nó cứ búng mấy con địch lên trên trời hoài luôn. Và hiện tại bây giờ là Gáp đang đánh vô đảo gì Hoshinosu hả anh em, đảo gì mình quên mất tiêu, tự nhiên mình quên tên mất tiêu trời. Đảo của Gâu Đen và Shiryu đang ở trên đảo, không biết là tình hình sẽ như thế nào và xuất hiện một số các trái quỷ mới, nói chung là khá là lạ lẫm, có cái trái đảo đảo anh em à. Mà phải vì con quỷ đó, nó khá là bá đạo anh em, mà nó leo lên cái đảo nào nó cũng có thể là chui xuống cái đảo đó nó ở luôn anh em. One Piece thì nói chung là cướp biển đa số là đảo là nhiều anh em, đảo nhiều vô số kể, khá là bá đạo anh em. Và làm sao để có thể là tiêu diệt được nó, chắc là đấm thẳng xuống một phát nát cái đảo rồi chắc là nó cũng sẽ lòi ra thôi anh em. Mà nó không thể nào mà có thể là bá đạo nhất được, nhưng mà bá đạo nhất thì ai mà chơi lại nữa anh em, thì nó đâu có sợ chính quyền hay là sợ gì nữa đó. Tất nhiên là sẽ có một cái điểm yếu gì đó để có thể là đánh trúng được anh em, chứ nó bá đạo quá thì đâu thì theo dưới trướng Gâu Đen là cái gì đây. Mà đây là cái tính năng mà anh em sắp tới là bên con game Candy Pirates nó sẽ mở nha anh em. Cái tính năng này thì cho phép anh em đi farm kim cương khá là nhiều anh em à, cứ mỗi lần như vậy anh em sẽ nhận được 50 kim cương, và đặc biệt là càng lên cao thì cái số lượng kim cương nó sẽ càng tăng lên thì phải anh em, tại vì mình cũng lười đi bên đây lắm anh em à. Mình khá là lười đi cho nên là mình không biết ở phía trên này mình sẽ nhận được bao nhiêu kim cương. Mình chắc mình kéo là mình xem thử nha anh em. Ồ, hết đây.
18 à. Mình không có xem lên được nữa anh em ơi. Cái này nó có cái phần thưởng gì nữa không ta? Hay là mình chỉ có thể là đi lên, chắc có thể là lên tới cái tầng vài chục hay là trăm gì đó anh em, nó sẽ thay đổi cái móc kim cương chứ 50 vậy hoài ai đâu leo anh em. Làm biến leo lắm. Như mình là mình còn làm biến anh em à. Nói chi là mấy bạn khác không, mình đừng có so với người khác anh em, mà mấy bạn khác chịu khó cày lắm. Chỉ riêng mình làm biến thôi anh em à. Mình chùm làm biến. Tại vì mình có nhiều khá là nhiều các con game mình cày, cho nên là mình bây giờ mình không có nhiều thời gian để mà leo này anh em. Đó, thì đây là cái tính năng. Thì mỗi ngày thì nó sẽ mở ra một cái ô anh em à. Mỗi ngày nó sẽ mở ra một cái cửa ải. Đây là thứ hai nè, thứ ba nè, thứ tư, năm, sáu, bảy. Và cái này là chủ nhật. Hiện tại hôm nay là vẫn còn chủ nhật anh em à. Cho nên là mình vẫn còn leo cái đó được anh em. Rồi ok. Xong. Đó thì mình soi qua những cái tính năng sắp tới nó sẽ mở nâng cấp ở bên cái con game Sunnybrush thôi. Tại vì mình vô tình mình phát hiện nha anh em. Chứ chưa thấy bên Sunny nó thông báo là gì hết trơn á. Mình vô tình mình lướt ngang rồi mình phát hiện ra thôi anh em. Không biết bây giờ nó còn trống nè. Rồi nó mất tiêu luôn rồi anh em à. Đây bây giờ nó quay trở lại với cái leo đậu bình thường rồi nè. Chắc chắn là trong khoảng thời gian gần nhất thì nó sẽ mở anh em. Chắc chắn nha, chắc chắn luôn á. Tại nãy mình thấy nó đã mấp mé rồi anh em à. Ok. Rồi bên đây thì hiện tại bây giờ nó đang ra ông nội Luffy và con Lawano nữa anh em. Để mình xem thử. À hôm nay truy nã Lawano rồi anh em. Để mình xem thử nha. 6.000 kim cương rồi anh em có thể là sở hữu được con Lawano rồi. Nếu mà lấy giữa ông nội của Gáp với lại Lawano thì mình nghĩ là Lawano sẽ ngon hơn anh em. Anh em có thể là sử dụng em để mà đi leo ải đi này đi kia thì quá là ok, đi leo đậu này kia kiểu nữa rất là ngon nha anh em, rất là ngon luôn á. Wow, tiêu 6.000 kim cương anh em còn nhận được cả cái gương rồi đó nè, mặc dù chỉ có là 10 mảnh đây nhưng mà bù lại thì anh em nhận được tí 30 cái vé nha anh em, 30 cái vé luôn á, quá là nhiều. Mình sẽ cố gắng tích cho nó đủ, sau đó mình sẽ chơi luôn một lượt, nhưng mà mình không có đủ được tới 60 rồi anh em à, không có đủ tới 60 rồi. Đây là 30 thôi anh em à, 30, 45, 45, 50 thôi anh em à. Mình chỉ có thể là xài được tối đa 50 một ngày thôi. Nếu mà sau này mình có thêm những cái vé 20 hoặc là 10 gì nữa thì mình nghĩ là mình sẽ đủ. Còn bây giờ thì trước mắt là chưa đủ. Ok thì mình lên mình spoil cái tính năng mới cho anh em xem thử thôi. Còn khi nào mà nó ra mắt thì mình anh em ta sẽ vô trải nghiệm sau. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đi nha. Chúc anh em có một ngày đầu tuần thật là vẻ và đặt là nhiều may mắn. Cảm ơn anh em xem video của mình và đừng quên cho mình một like và đăng ký nha, để mình có động lực tiếp tục qua thêm nhiều video về các cái tựa game nha, liên quan đến One Piece, Gomu huyền thoại trên Neverland cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.